lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Gio Linh bắt đầu. Xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể đồng chí đồng bào đứng dậy làm lễ chào cờ. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dòng vang trên đường gặp ngành xa. Cờ hiến máu chiến thắng lòng hồn nước, sung ngoài xa chen khúc ngợi thành ca. Đường vinh quang xây xóa quân thù, tham gia lao cùng nhau lập chiến khu. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và toàn thể đồng bào. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào. Trong không khí thi đua phấn khởi hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay Đảng bộ và nhân dân huyện Gio Linh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Về dự lễ kỷ niệm trang trọng này, Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lương Trung Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phạm Đức Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, các đơn vị quân đội đã từng có những năm tháng sống, chiến đấu trên mảnh đất Gio Linh. Viên sĩ, tiến sĩ Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người đã từng có những năm tháng sống, chiến đấu trên chiến trường Gio Linh, Quảng Trị. Đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo các huyện Tân Kỳ, Nghệ An, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Yên Định, Thanh Hóa, An Dương, thành phố Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đã đến dự và đưa tin lễ kỷ niệm. Về phía huyện, Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phan Văn Phùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ,
các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đơn vị của trung ương, của tỉnh trên địa bàn, lãnh đạo các xã, thị trấn, các doanh nghiệp. Chúng ta vui mừng chào đón anh chị em là con em của Gio Linh đang làm ăn sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và đông đảo đồng bào, đồng chí đã về dự lễ kỷ niệm. Kính thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đồng bào, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Gio Linh, đồng chí Đinh Thế Vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa 13, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể đồng chí đồng bào. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phan Văn Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy lên đọc diễn văn lễ kỷ niệm. Kính thưa đồng chí Lê Hữu Phúc, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Kính thưa các đồng chí lão thân cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào. Cách đây 40 năm, vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1972, hòa trong khí thế tiến công nổi dậy của toàn tỉnh, bằng sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực, bằng tinh thần dũng cảm, trí thông minh, lòng căm thù sôi sục, quân và dân Gio Linh đã đồng loạt tiến công nổi dậy, giải phóng hoàn toàn quê hương. Ngày 2 tháng 4 1972 đã đi vào lịch sử Đảng bộ và nhân dân Gio Linh như một mốc son chói ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống anh hùng kiên cường trên quê hương tuyến lửa. Năm tháng đi qua, nhưng hào khí rào rực của mùa xuân 1972 còn mãi mãi khắc đậm trong tâm hồn của người dân Gio Linh với niềm tự hào khôn xiết và những kỷ niệm sâu sắc. Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gio Linh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Thay mặt huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quý vị đại biểu, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và toàn thể đồng bào đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào, sau ngày giải phóng, nhân dân Gio Linh từ các trại tập trung, các nơi sơ tán trở về quê hương với hai bàn tay trắng, trên bãi chiến trường hoang tàn đổ nát, với dày đặc hố bom hố pháo, với bời bời cỏ lút đồng hoang, Đảng bộ và nhân dân Gio Linh là siết chặt tay nhau tiến vào cuộc chiến mới, xây dựng và tái thiết quê hương, cuộc chiến không kém phần cam go và thách thức. Những đoàn quân lại hăng hái tiến ra đồng ruộng, ra phá bom mìn, khai hoang phục hóa, xây dựng lại cuộc sống. Máu và mồ hôi của đồng bào chiến sĩ lại tiếp tục thấm vào lòng đất để cho vần đai trắng trở lại màu xanh. 40 năm sau ngày giải phóng, đặc biệt là sau hơn 20 năm huyện nhà được tái lập, khoảng thời gian tuy chưa dài, nhưng quê hương Gio Linh đã đổi thay và chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả mọi mặt. Nền kinh tế phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng khá cao, liên tục đạt trên 14%. Năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi hàng năm không ngừng tăng lên. Sản lượng lương thực đạt trên 34.000 tấn, gấp 3 lần so với năm 1990. Sản lượng đánh bắt, khai thác thủy hải sản đạt trên 10.000 tấn, gần bằng 1/2 sản lượng của toàn tỉnh và gấp 12 lần so với năm 1990. Toàn huyện có trên 3.000 hecta cao su tiểu điền và 500 hecta hồ tiêu. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư,
nhiều công trình trọng điểm như hệ thống thủy lợi, hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm xá, cầu cống được xây dựng đồng bộ. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm từ 2,5 đến 3% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2005. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường, các tầng lớp nhân dân phấn khởi và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương đất nước. 40 năm hồi sinh và phát triển, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng đói nghèo lạc hậu đã được đẩy lùi, nhường chỗ cho ấm no và hạnh phúc. Trên miệng hố bom ngày ấy, lúa đã xanh mướt, quả ngọt đã triều cần. Trên tuyến hàng rào điện tử đồn bốt qua địch đã bạt ngàn cao su hổ tiêu. Trên những trại tập trung năm xưa, những nhà máy xí nghiệp đã mọc lên, vần đai trắng ngày nào giờ đã nở hoa kết trái. Với những thành tựu có ý nghĩa đó, hôm nay Đảng bộ và nhân dân Gio Linh vinh dự được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận và biểu dương những thành quả nỗ lực phấn đấu, là nguồn cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân huyện nhà. Thành tựu này là sự kết tinh trí tuệ, công sức của bao thế hệ người Gio Linh, là kết quả của sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Trung ương, của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Vinh dự này là của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Gio Linh. Vinh dự này thuộc về đồng bào, đồng chí trên mọi miền Tổ quốc đã sống, chiến đấu và cống hiến cho quê hương Gio Linh. Kính thưa toàn thể đồng chí và đồng bào, để có được kết quả quan trọng như ngày nay, chúng ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ công ơn của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kính yêu, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, các sở ban ngành cấp tỉnh. Từ tấm lòng thành kính tri ân, chúng ta khắc cốt ghi tâm công ơn các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các binh đoàn, quân đoàn, lực lượng vũ trang đã chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì quê hương thân yêu Gio Linh của chúng ta. Chúng ta mãi mãi tri ân Đảng bộ và nhân dân các huyện, thị trấn trong tỉnh và nhiều đơn vị địa phương khác đã sẵn sàng chia lửa, kề vai sát cánh cùng Gio Linh với tình đồng chí, với nghĩa đồng bào trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng như trong hòa bình xây dựng. Xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với các huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, Tân Kỳ, Nghệ An, Yên Định, Thanh Hóa đã cưu mang đùm bọc nhân dân và con em Gio Linh trong những năm tháng chiến tranh. Xin ghi nhận công lao, sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Gio Linh qua các thời kỳ, cùng như anh chị em đồng hương Gio Linh ở mọi miền Tổ quốc luôn hướng về quê hương, dõi theo từng bước đi lên của quê hương. Kính thưa các anh chị đại biểu, kính thưa các anh chị và toàn thể đồng bào, kỷ niệm 40 năm ngày quê hương giải phóng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất của quê hương, đồng thời cũng là dịp để chúng ta tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống tấn công nổi dậy, chủ động sáng tạo, tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng quê hương Gio Linh giàu đẹp. Trong không khí trang trọng ngày hội truyền thống của quê hương, thay mặt huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi kêu gọi các cấp ủy chính quyền, các ngành, các đoàn thể, cán bộ đảng viên và mỗi một người dân Gio Linh nêu cao trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm xây dựng Gio Linh vững mạnh về chính trị, phát triển về kinh tế, đẹp về văn hóa, ổn định về quốc phòng an ninh, tất cả vì quê hương Gio Linh thân yêu của chúng ta. Xin kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể các đồng chí và đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy.
Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, với thành tích đạt được trong những năm qua, nhân dân và cán bộ huyện Gio Linh vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lên vị trí danh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tôi xin đọc quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012, Chủ tịch nước số 371 QĐ-CTN quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 373 TTR ngày 21 tháng 3 năm 2012, quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch đã ký Nguyễn Thị Doan. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao huân chương lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Gio Linh. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, hôm nay trong không khí hân hoan của nhân dân cả tỉnh đang hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất hướng tới kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị của chúng ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gio Linh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện nhà và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong toàn huyện lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào, chiến thắng ngày 2 tháng 4 năm 1972 giải phóng hoàn toàn huyện Gio Linh là một mốc son lịch sử vẻ vang của huyện nhà, cùng với chiến thắng của Đông Hà, Cam Lộ, Hướng Hóa, Thiệu Phong góp phần quan trọng tạo nên chiến thắng vang dội giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 1 tháng 5 năm 1972. Chiến thắng lịch sử này là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất, là bản anh hùng ca tuyệt vời về đức hy sinh cao cả, ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân Quảng Trị nói chung và của Gio Linh nói riêng, là kết quả của đường lối và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình của Đảng ta, là kết quả của cuộc tấn công vũ bạo của lực lượng vũ trang nhân dân và sự nội dày mạnh mẽ kiên cường của các tầng lớp nhân dân trong huyện.
chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu tích của một thời đấu tranh anh dũng vẫn không phai nhạt trong ký ức của mọi người dân quê hương Gio Linh, Quảng Trị anh hùng. Thế hệ chúng ta hôm nay và lớp lớp con cháu mai sau sẽ mãi mãi không quên những chiến sĩ quân giải phóng đã quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh, chiến đấu anh dũng, ngoan cường vì độc lập tự do của dân tộc. Những người con Gio Linh bình dị kiên cường, không sợ máu chảy đầu rơi, kề vai sát cánh đấu tranh, tạo nên sức mạnh phi thường, ngăn chặn và tiêu diệt địch ngay trong lòng địch, với những cao trào tiến công và nội dậy vẫn còn vang vọng mãi với thời gian. 40 năm đi qua, phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, Đảng bộ và nhân dân Gio Linh đã đồng lòng chung sức vượt qua nhiều thử thách gian nan, vừa ra sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác đối phó với những âm mưu hành động phá hoại của các thế lực thù địch, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống mới. Từ một bãi chiến trường hoang tàn đổ nát, đất đai chằng chịt những hố bom, mệnh đạn, dây thép gai và nhiều vết tích khác của chiến tranh, Gio Linh đã từng bước hồi sinh. Nhân dân Gio Linh đã hăng say lao động, cần cù sáng tạo để biến những đồi hoang trơ trọi còn khét mùi thuốc súng thành những vùng cây cao su xanh ngắt, những cánh rừng ngút ngàn, những cánh đồng hoang cỏ cháy, những cồn cát trắng năm xưa nay đã trở thành những vùng đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi. Kinh tế xã hội không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt nông thôn, thành thị đã có nhiều đổi mới, tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm qua vượt đạt ở mức gần 14% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh và tương đối đồng bộ, nhất là giao thông nông thôn và hệ thống thủy lợi phục vụ cho tưới tiêu, cải tạo đồng ruộng, hệ thống điện, trường học, trạm y tế và chợ nông thôn cũng được quan tâm phát triển trên tất cả các vùng. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt nhiều thành quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay trên địa bàn huyện không còn hộ đói. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững. Những thành quả kinh tế xã hội mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gio Linh giành được là kết tinh của sự chung lưng đấu cật, sự cống hiến hết mình của các tầng lớp nhân dân của huyện nhà, tạo nên móng vững chắc cho những chặng đường tiếp theo của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều đó minh chứng cho sức sống mạnh liệt của con người Gio Linh được tôi luyện trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Dù phải thường xuyên đối đầu với những khó khăn thách thức, thiên tai khắc nghiệt, nhưng vẫn bền chí tự tin vững bước đi lên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà huyện nhà đạt được. Xin chúc mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gio Linh vinh dự được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất trong dịp lễ kỷ niệm này. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đồng bào, đất nước ta đang bước vào hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Cùng với nhân dân trong toàn tỉnh, Gio Linh đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gio Linh hãy phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng tiến công, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ tối đa ngoại lực, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho nhân dân, chăm lo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu thực hiện vai trò lãnh đạo quản lý trong điều kiện mới, nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Dù còn phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống anh hùng bất khuất, tinh thần đoàn kết một lòng, lao động sáng tạo, với chủ trương đúng đắn, với sự đồng thuận của nhân dân, phát huy tốt nguồn lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn ngoại lực, lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng đảng bộ và nhân dân Gio Linh sẽ tiếp tục giành được nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng quê hương Gio Linh ngày càng giàu và đẹp. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đồng bào, nhân dịp này chúng tôi mong rằng đồng bào, chiến sĩ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh, các bộ ngành ở Trung ương, bà con quê hương Quảng Trị đang sinh sống ở nước ngoài và ở các tỉnh thành trong cả nước, hãy hướng về quê hương,
tiếp tục dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gio Linh sự cổ vũ, động viên và ủng hộ nhiều hơn nữa, góp sức xây dựng Gio Linh ngày càng giàu đẹp, cùng cả tỉnh, cả nước vững bước đi lên trên con đường phát triển và hội nhập. Vì sự nghiệp đổi mới của quê hương đất nước, kính chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gio Linh vững bước tiến lên. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Gio Linh. Lời chào nồng nhiệt đến toàn thể quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý khán giả đã đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Gio Linh. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Ca khúc Như Hoa Hướng Dương, sáng tác nhạc Tô Vũ, lời Hải Như, do hợp ca nam nữ và tốp múa biểu diễn đã mở đầu chương trình nghệ thuật với chủ đề Khát vọng Gio Linh chào mừng kỷ niệm 40 năm quê hương giải phóng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình nghệ thuật hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những ký ức về một thời hào hùng đấu tranh giải trên quê hương tuyến lửa và chặng đường 40 năm hồi sinh phát triển trên vành đai trắng. Kính thưa quý vị, Gio Linh, mảnh đất hơn 40 năm về trước, là nơi đụng đầu lịch sử trên một diện tích chưa đầy 500 km vuông mà mỗi tấc đất con người từng chiến đấu ở đây đã phải hứng chịu gần 10 tấn bom đạn của kẻ thù.
nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng bất khuất, ròng rã 18 năm kháng chiến, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, quét sạch bóng quân thù xâm lược, giải phóng quê hương. Vâng, đó là bản anh hùng ca của chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Nam đất nước bên bờ sóng, sáng tác của nhạc sĩ Thái Văn Hóa qua phần biểu diễn của hợp ca nam nữ và tốp múa.